Toshihiko Seko là huyền thoại marathon của Nhật Bản trong năm 1980. Khi được hỏi rằng anh có bao giờ thích ngủ nướng hơn là dậy sớm để tập luyện không, ông bật cười và trả lời dĩ nhiên rồi, sáng nào cũng vậy. Đó chắc chắn không phải là câu nói đùa. Và sự thật là như vậy, bản năng của con người là đi tìm sự an toàn, thoải mái, dễ chịu. Thỏa mãn cơn buồn ngủ, cuộn mình trong chăn ấm, thư giãn trên nệm êm luôn là lựa chọn hiển nhiên nếu so sánh chúng với sự mệt mỏi, gắng sức, mồ hôi nhễ nhại, cơ bắp căng cứng. Sự khác biệt này tạo ra một cuộc chiến triền miên trong tâm trí chúng ta từng ngày, từng giờ, từng phút, trong mọi hành động, việc làm, lựa chọn. Nhiều người cho rằng những vấn đề then chốt cần giải quyết để thành công là kiến thức, kỹ năng, công cụ, hoàn cảnh, môi trường, đồng đội, v.v. và v.v. Họ đã nhầm. Những điều đó chỉ là bề nổi của tảng băng. Phần quan trọng nhất cần phải giải quyết nằm trong tâm trí bạn. Bộ não của chúng ta có một khả năng phi thường là cùng lúc tạo ra hai luồng suy nghĩ đối lập, giao đấu với nhau quyết liệt hệt như một trận quyền anh. Một võ sĩ là tổng hòa của sự trưởng thành, chín chắn, khao khát và sẵn sàng dấn thân. Võ sĩ kia lại được tạo nên từ sợ hãi, trì hoãn, an phận và hưởng thụ. Thật trớ trêu, khi việc càng khó khăn, phần sợ hãi càng lấn lướt, chiếm ưu thế. Nó khiến bạn lo lắng, nó khiến bạn căng thẳng đến nghẹt thở, nó khiến bạn muốn từ bỏ, nó khiến bạn không còn tin tưởng vào bản thân. Bạn càng lưỡng lự, phân vân thì những cú đấm của nó càng tới tấp, càng mạnh mẽ và càng hóc hiểm. Tin vui là trong trận chiến này, bạn có thể dính đòn bao nhiêu cũng được. Vì nếu thua cuộc, bạn cũng chẳng hề đau đớn gì, thậm chí ngược lại bạn sẽ thấy rất thoải mái và dễ chịu. Đó là lý do tại sao rất nhiều người luôn muốn là kẻ bại trận. Họ suy nghĩ rất nhiều nhưng không bao giờ ra quyết định. Họ dự định rất nhiều nhưng không bao giờ hành động. Họ ước mơ rất nhiều nhưng không bao giờ theo đuổi chúng tới cùng. Cách tốt nhất để chiến thắng cuộc chiến trong tâm trí là hành động trước khi phần sợ hãi trì hoãn lên tiếng. Giống như cách mà Toshihiko Seko chiến thắng cơn buồn ngủ. Trước khi những ý nghĩ về sự thoải mái, ấm áp, dễ chịu xuất hiện trong đầu, ông đã vùng dậy, xỏ giày và lao ra sân tập luyện như một thói quen, như một phản xạ, như một nghi thức bất di bất dịch. Năm 1981, Seko lập liên tiếp hai kỷ lục thế giới ở hai cự ly 25km và 30km. Thành tích này đứng vững trong suốt 30 năm và được lưu danh mãi mãi trong lịch sử. Tất cả bắt đầu bằng việc Seko đã chiến thắng cuộc chiến trong tâm trí của ông. Vậy còn bạn thì sao? Bạn sẽ tạo dựng nên điều gì? Tên tuổi của bạn sẽ được người khác nhớ đến như thế nào? Một kẻ an phận với thất bại hay một người chinh phục thành công?